chàng trai nghèo ngày đầu tiên đi học đã gặp phải ác bá. Nhưng ai ngờ cậu ta mình đầy tuyệt kỹ, thân thể linh hoạt, đi đứng nhanh nhẹn. Cứ như vậy dạy cho tên nhà giàu trước mắt cách làm người. Bạn học xung quanh đều há mồm ngạc nhiên, thi nhau bày tỏ không dám động vào. Lúc này một cô gái tóc vàng đi đến. Cô chính là giáo viên hướng dẫn phụ trách chào đón học sinh mới. Sau đó cô bắt đầu giới thiệu về lịch sử của trường. Chàng trai nghèo nghe rất nhập tâm. Lẽ nào con cóc còn đòi ăn thịt thiên nga? Vì để thu hút sự chú ý, cậu lập tức giơ tay tiến hành bổ sung. Giáo viên nhìn xuống tài liệu hướng dẫn, thật sự khiến người khác phải ngạc nhiên. Vừa định tiếp tục nói, chàng trai nghèo lại bắt đầu chêm vào. Hay là cậu nói đi. Vốn tưởng rằng như vậy có thể làm khó cậu, không ngờ mồm miệng cậu ta như gió xuân. Sinh viên mới há mồm kinh ngạc cảm thấy không thể tưởng tượng. Nói có phải cậu đến để luyện kèn hay không? Như vậy vẫn còn chưa xong, cậu lại đưa mọi người tham quan vườn trường, còn nói một vài bí mật mà trên tài liệu không có. Đợi khi đến thư viện, giáo viên chuẩn bị lấy lại thể diện, nhưng đột nhiên lại không tìm thấy tư liệu đối ứng. Vì thế cậu nhanh chóng giải vây, đồng thời nói trường học đã từng có xã đoàn bí mật Hoa Hồng Xanh, bên trong tồn tại những ông trùm giống như Obama. Giáo viên biểu cảm kỳ dị, cuộc tham quan đã tới hồi kết, bạn học đều dành tiếng vỗ tay tặng cho cậu. Lúc này cậu giới thiệu mình tên là Jack, ông và ba cậu đã từng làm việc ở đây. Giáo viên bật cười, náo loạn cả ngày hóa ra là lợn ăn thịt hổ. Lúc rời đi, giáo viên còn đặc biệt nói với cậu không có cái gọi là xã đoàn bí mật. Cùng lúc đó, tên nhà giàu buổi sáng bắt nạt cậu đang chạy bộ. Đột nhiên sau lưng phát lạnh, sau một hồi quan sát không thấy điều gì bất thường. Nhưng giây tiếp theo, sự việc rất nhanh đã lan ra. Không lâu sau, hiệu trưởng cùng cảnh sát đến phòng ngủ tìm hiểu tình hình. Dù sao buổi sáng bọn họ xảy ra xung đột, nhưng Jack lại có chứng cứ không ở hiện trường. Dưới sự thúc giục của hiệu trưởng, cảnh sát chỉ đành để lại danh thiếp rời đi. Sau một hồi an ủi, hiệu trưởng cũng rời đi. Nhưng Jack lại phát hiện trên giường một bông hoa hồng xanh và một tấm danh thiếp. Dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ, cậu đi theo chỉ thị trên tấm thiệp đến khu hoang dã. Cùng tới đó còn có những sinh viên mới hồi sáng kia. Lúc này xuất hiện hai người đồ đen đeo mặt nạ, dõng dạc tuyên bố các người đã không còn là học sinh mà là người mới. Mọi người nghi ngờ khó hiểu. Sau đó người áo đen lại biến ra từ trong tay một đồng xu, nói tổng cộng có 3 cái, yêu cầu bọn họ bắt buộc trước 5 giờ tối mai phải tìm thấy. Jack nghe giọng nói của bọn chúng, đoán cô ta có khả năng chính là cô gái tóc vàng ban sáng. Ngày hôm sau, cậu phân tích ra manh mối liền lật tìm bàn cờ một hồi. Lúc này giáo viên lại xuất hiện. Jack nói bóng nói gió chứng nghiệm suy đoán của mình. Giáo viên mỉm cười cho qua chuyện. Lúc này bạn trai của cô Ke đi tới. Nhìn dáng vẻ này giống như là đang khẳng định chủ quyền. Trước lúc đi cô còn nói với Jack đường nào không biết có thể xem bản đồ. Cậu lập tức lấy bản đồ ra, cuối cùng nhắm vào một khu cấm. Đợi khi chạy tới đó, phát hiện đã có bạn học ở đó bị thương. Xem ra nơi này bị liệt vào khu cấm cũng là có lý. Vì thế cậu lấy hết can đảm đi về phía căn nhà gỗ. Trong căn nhà, cậu phát hiện một chiếc thùng không ngừng động đậy. Nhìn thấy bên trong có một đồng xu, vừa định thò tay vào lấy, suýt chút nữa thì bị cắn thương. Thật ra điều tại cậu bạn bên ngoài ầm ĩ khiến cho động vật bạo nộ. Sau đó động tác chậm lại, thuận lợi lấy đồng xu từ bên trong ra. Lúc này cậu bạn bị thương đi vào bảo Jack giao ra đồng xu. Tiếng ồn trực tiếp thu hút sự chú ý của người áo đen. Bọn họ đương nhiên phán định Jack là người lấy được. Sau đó một nắm thuốc mê vỗ lên mặt cậu bạn. Jack hoang mang, quay đầu lại xung quanh một bóng ma cũng không thấy. Xem ra sự việc không hề đơn giản như cậu tưởng tượng. Trở về trường học, cậu và một người đồng đội khác nói chuyện hoang đường. Đột nhiên cậu nghe thấy phía xa có tiếng kêu thất thanh. Vì thế hai người vội vàng chạy tới kiểm tra. Phát hiện một bạn học đang nằm dưới đất bất động. Hơn nữa trên trán của bạn còn có vết thương chí mạng. Mặc dù cậu đã nỗ lực cứu sống của bạn này, nhưng cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều mà rời khỏi thế gian. Phụ trách vụ án lần này vẫn là cảnh sát lần trước. Lần này vẫn giống như vậy, một chút manh mối cũng không có. Để lại một tấm danh thiếp rồi vội vã rời đi. Không lâu sau cậu phát hiện trong túi áo của mình một tờ giấy khác. Hiện giờ Jack càng khẳng định ngôi trường này có điều kỳ quặc. Không lâu sau cậu và bạn học đến quán bar trao đổi tình hình. Cậu không hề biết người chết tiếp theo chính là mình. Không ngờ ở đây có khách không mời mà đến. Hành động này rõ ràng chính là đang đố kỵ với sự thân mật của cậu với cô gái ban ngày. Bây giờ không phải là lúc đánh người. Vì thế liền cùng bạn học rời khỏi quán bar. Nhưng sự việc tuyệt đối không hề bỏ qua như vậy. Sau khi Ke ra khỏi quán bar, liền lén lút đi theo sau Jack. Phát hiện Jack đi đến ngôi nhà bỏ hoang, cậu ta cũng đi theo vào trong. Nhưng rất nhanh liền phát hiện bên trong là một đường chết. Sau một hồi sờ mó phát hiện cánh cửa bí mật. Đi xuống dưới phát hiện bên trong còn có động tiên. Lúc này cậu từ từ đẩy cánh cửa ra. Cảnh tượng trước mắt trực tiếp hủy hoại nhận thức của cậu ta.